thúc mình hôm nay mình sẽ về với câu chuyện Hoán đổi được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ về với câu chuyện Bộ phận cơ thể được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review hộp kem tím. Đây là một cái hộp kem là kem nền của hãng CFA, và cái dòng này nó sẽ có một cái khối lượng đó là 30 g. Sản phẩm này khi chúng ta đánh lên trên da nó sẽ giống như da tự nhiên của chúng ta, nó làm sáng da chúng ta lên một tông làm tự nhiên, không giống như các loại kem lót khác, nó sẽ làm bật tông hoặc là nổi bật quá. Nếu mà bạn nào muốn tự nhiên thì nên chỉ dùng kem lót này thôi. Muốn thành tài phải qua nhiều khổ ải, ở ta sẽ dành cho thằng Bắc đó một trận điện tử. Chúng ta đông thế này, đời nào mà thua được, chắc nó chưa đi xa được đâu. Tỏa ra tìm mau. Trời lạnh quá, đã quá giờ hẹn lâu rồi mà Nobita chưa đến. Nó định bắt chước Miyamoto. Ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ nằm cằn tay ngươi thành 2 đến 3 khúc. Hát dề, sư phụ để tự bó vai đấm lưng cho sư phụ được không ạ? Hát dề, sư phụ cứ xe bảo. Kiểu này bọn mình không trốn được đâu. Tốt nhất cậu nên thú thật về bí mật thanh kiếm này rồi xin lỗi chú ấy. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cháu đành thú thật với chú. Lúc nãy cháu thắng là nhờ thanh kiếm này. Sao, nhờ thanh kiếm này à? Vô lý, không thể như thế. Ha, sư phụ nói đùa tài ghê. Chúng nó ở đây này, không cho chúng nó thoát. Sư phụ ơi, cho đệ tử chạy cùng với. Ủa, sao lại có mỗi một đứa đứng lại? Chà, dũng cảm quá đi. Không, tôi không muốn quay lại đâu. Chuẩn bị đỡ đòn của ta nè. Hay ra. Thế này là thế nào? Một mình chú đã hạ hết bọn họ rồi đấy. Đúng thế ạ. À, cuối cùng tôi cũng thấy tự tin vào bản thân. Vậy là tốt rồi. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên. Từ nay tôi nguyện luyện tập chăm chỉ để trở thành một người mạnh mẽ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Máy bán hàng được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Xuyên thời gian được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review dầu tóc. Đây là một loại dầu dưỡng tóc, làm thơm tóc cho chúng ta. Nhiều người gọi đây là nước hoa tóc. Tại vì là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này lên á, lên tóc thì cái tóc của chúng ta rất là thơm. Rất là thơm, và sử dụng xong ta đã cảm giác cái mái tóc của chúng ta mượt hơn đáng kể. Nó giúp cho các sợi tóc của chúng ta được thấm các dưỡng chất, làm cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho tóc, để giúp cho tóc của chúng ta được mượt mà hơn, được thơm tho hơn. Quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Misamoto Musashi. Xin tạm biệt. Hóa ra võ sĩ Musashi lúc đầu yếu đuối giống như cậu nhỉ. Cậu thấy chưa, điều quan trọng nhất là phải tự tin vào bản thân. Thôi chết, ông ấy cầm mắt thanh kiếm rồi. Không có nó thì làm sao tôi thắng nổi tên mập lùi rốn. Sự tự tin lúc nãy của cậu đi đâu hết rồi? Tớ sẽ thua, sẽ cố gắng
thua trước khi bọn nó binh cho thê thảm. Ờ, cậu muốn võ sĩ Misaki khác nhau ở chỗ nào đấy? Chayan hả? Cậu ấy bị cảm lạnh, phải về nhà rồi. Các con chung nhà giúp mẹ một tí. Vâng, mẹ cứ đi đi ạ. Mẹ đã hẹn với khách, nếu họ đến thì con nói chào mẹ một lát. Mẹ chỉ đi một lúc sẽ về ngay thôi. Vâng ạ, tự nhiên tớ thấy muốn ra ngoài chơi quá, chẳng muốn coi nhà tí nào. Chán thật đấy, chẳng có gì hay ho cả. Ôi, có bão, có bão. Bớt người ta, nhà tôi sắp sập rồi. Nhìn xem đến một cơn gió nhẹ. Cũng không có, thật mà. Chính cậu bày trò này đúng không? Đúng thế, ai bảo cậu than buồn chán. Đây là máy tập huấn ứng phó bão. Mẹ giúp ta luyện tập trước, để có chuyện xảy ra ta cũng không hoảng loạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Phát hiện khảo cổ, được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện vĩ đại, được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review nước nhỏ mắt. Đây là một cái dòng nước nhỏ mắt của Organic, 100% làm từ thiên nhiên, và nó có công dụng làm dưỡng mắt, làm cho mắt của chúng ta được sáng hơn và chống cái tình trạng mỏi mắt khi chúng ta xem nhiều quá TV và điện thoại. Khi cậu que cây kim chỉ vào mục hỏa hoạn thì cảnh báo cháy nhà sẽ hiện ra trước mắt cậu y như thật. Hay nghĩ tụi mình thử xem nhé. Để tớ cài chế độ tự động cho cây kim này. Như vậy ta sẽ không biết trước được khi nào có chuyện gì xảy ra. Hồi hộp quá đi. Ủa sao chưa thấy gì nhỉ? Bao giờ mới bắt đầu? Cậu đi mà hỏi cái máy. Có khi 1 phút sau, có khi cũng cả năm sau ấy chứ. Chán bỏ sờ, tớ ra ngoài chơi thích hơn. Ê khoan đã, thế ai trông nhà bây giờ? Chào cháu, bác là khách của mẹ cháu phải không? Mời bác vào ạ, tiện thể bác trông họ nhà giúp cháu mới. Ái, cháy nhà, bớt người ta cháy nhà. Đâu đâu, cháy ở đâu? Ơ, quái lạ, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Có động đất, sao thế này? Trời ơi, sấm sét lột lội, tôi không chịu được nữa rồi. Thôi chết, tớ quên mất tắt cái công tắc đi đi. Bác ơi, bác ở lại chờ mẹ cháu ngày đã. Con mời ông khách vào nhà đợi mà ông ấy nhất định không chịu vào ạ. Bánh trái nghèo nàn quá cậu nhỉ. Một đĩa đậu phộng bé tí tẹo chẳng khác gì thức ăn của chim. Ăn vặt nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu các con ạ. Cậu nghe nói, nghe mẹ nói không? Thực ra là do tình hình kinh tế eo hẹp. Ừ, chắc thế. Ê, đi chơi với bọn tớ không? Không, tớ về nhà rồi đây. Thế thì tớ nhà cậu chơi vậy? Không được, mẹ tớ đang chuẩn bị bỏ dưa. Các cậu mà đến thì tớ lại phải chia cho các cậu à? Nó sắp được ăn dưa đấy, thèm quá. Không sao, ta cứ đi theo nó. Để ngó một cái. Đừng làm thế, xấu hổ lắm. Cậu có nhòm cũng không cho đâu.